Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV, kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường. Bản tin toàn cảnh nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường Việt Nam. Nhiều container hạt điều vẫn đang kẹt tại cảng ở Ý. Hơn 100 thương nhân Trung Quốc được vào mua vải thiều Bắc Giang. Thêm 6 nhà máy chế biến cá tra được xuất khẩu sang Mỹ. Thả hơn 8 triệu con giống thủy sản xuống vịnh Bắc Bộ. Nhiều container hạt điều vẫn đang kẹt tại cảng ở Ý. Tại phiên tư vấn xuất khẩu sản phẩm hạt điều sang khu vực Đông và Tây Âu, do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức mới đây, ông Nguyễn Đức Thanh, tham tán thương mại Việt Nam tại Ý, cho biết, trong vụ nhiều container hạt điều bị lừa xuất khẩu sang Ý cách đây 2 tháng, đến thời điểm này vẫn còn những container đang nằm tại các cảng của Ý. Nguyên nhân là do các hãng tàu yêu cầu với mỗi bộ chứng từ bị mất, các chủ hàng phải đóng tiền bảo lãnh, đặt cọc khá cao, từ 110 đến 150% giá trị container. Có hãng tàu lúc đầu còn yêu cầu đặt cọc 200% giá trị lô hàng, thì mới được lấy container hạt điều ra để bán cho khách hàng khác hoặc đưa về Việt Nam. Do các hãng tàu yêu cầu đặt cọc với số tiền lớn, thời gian đặt cọc, bảo lãnh lại kéo dài, từ 2 đến 6 năm. Vì vậy, nhiều chủ hàng Việt Nam hiện không thể kham nổi khoản chi phí này, khiến cho nhiều container hạt điều vẫn đang phải nằm tại các cảng của Ý, và mỗi ngày phải chịu thêm chi phí lưu kho bãi và những chi phí khác. Chính vì vậy, ông Thanh cho rằng, sẽ còn mất nhiều thời gian, công sức để giải quyết vụ việc này. Trong vụ việc nói trên, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu điều sang Ý có tổng cộng 35 container hạt điều bị mất kiểm soát bộ chứng từ, tổng giá trị của 35 container này vào khoảng hơn 7 triệu USD. Hơn 100 thương nhân Trung Quốc được vào mua vải thiều Bắc Giang. Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đồng ý cho 103 thương nhân quốc tịch Trung Quốc được cấp thị thực nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị để thu mua vải thiều tại Bắc Giang. Ngoài số thương nhân này, theo Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn, hiện còn gần 30 thương nhân Trung Quốc khác đăng ký vào Việt Nam để thu mua vải thiều tại Lục Ngạn, huyện có sản lượng vải thiều lớn nhất Bắc Giang. Cơ quan chức năng đang hướng dẫn số thương lái này làm các thủ tục đăng ký nhập cảnh. Tỉnh Bắc Giang ước tính sản lượng vải thiều năm nay khoảng 180.000 tấn, thu hoạch trong thời gian 20/5, 20/7. Tỉnh này cho biết sẽ đẩy mạnh mở rộng tiêu thụ trái vải tại thị trường nội địa. Trung Quốc hiện vẫn là thị trường xuất khẩu chính của quả vải Bắc Giang. Năm nay sản lượng vùng trồng dành xuất bán sang thị trường này khoảng 95.000 tấn. Tỉnh này cũng duy trì 300 cơ sở, đóng gói phục vụ đủ nhu cầu xuất khẩu sang thị trường 1 tỷ dân này. Năm ngoái, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng vẫn có gần 200 thương nhân Trung Quốc được phép nhập cảnh vào Việt Nam để thu mua vải thiều Bắc Giang. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh và phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch nên số thương nhân Trung Quốc được cấp thị thực sang thu mua vải Bắc Giang 2 năm qua giảm một nửa so với trước. Thêm 6 nhà máy chế biến cá tra được xuất khẩu sang Mỹ. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cho biết, Cơ quan Thanh tra và An toàn Thực phẩm Mỹ thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa công nhận thêm 6 nhà máy chế biến cá tra của Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trường này. Như vậy, đến nay Việt Nam đã có 19 nhà máy cá tra được công nhận đủ điều kiện xuất khẩu vào Mỹ. Cụ thể, 6 nhà máy chế biến cá tra của Việt Nam vừa được công nhận xuất khẩu sang Mỹ gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Hợp Nhất, Nhà máy Đông lạnh Hải sản Atlantic, Nhà máy Ba Sa Mekong, Nhà máy chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra cao cấp, Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Cỏ Mai 2 và Công ty trách nhiệm hữu hạn CK Frozen Food Việt Nam. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản lưu ý, các nhà máy tuân thủ các quy định tại chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá xuất khẩu sang Mỹ. Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4 và vùng 6 sẽ thực hiện thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng cá tra xuất khẩu của các nhà máy này vào thị trường Mỹ theo đúng thông báo của Cơ quan Thanh tra và An toàn Thực phẩm Mỹ. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, tính đến nửa đầu tháng 4, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ đạt 195,3 triệu USD, tăng 131% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nhu cầu nhập khẩu cá thịt trắng của Mỹ và EU vẫn đang tăng tích cực, và những ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine tác động không nhỏ tới thị trường cá thịt trắng thế giới. Việc thêm 6 nhà máy được vào danh sách chế biến, xuất khẩu cá tra sang Mỹ sẽ giúp tổng giá trị xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị trường này tăng trưởng trong thời gian tới. Thả hơn 8 triệu con giống thủy sản xuống vịnh Bắc Bộ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, NN và PTNTVIETNAMBONONGNGHIEPNONGTHONTZUNGQUOCVUBN tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản khu vực ven biển Vịnh Bắc Bộ năm 2022-2021. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thả hơn 8 triệu con giống thủy sản có giá trị kinh tế, gồm tôm sú, cua xanh, cá song, cá vực được chuẩn bị từ nguồn kinh phí của Quỹ Hợp tác Trung Quốc, Châu Á ra khu vực ven biển Vịnh Bắc Bộ. Đây là một trong những hoạt động góp phần phục hồi,
tái tạo nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá trong khu vực Vịnh Bắc Bộ, đồng thời thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống tốt đẹp của hai bộ và nhân dân hai nước. Năm 2022, Việt Nam tổ chức thả hơn 53 triệu con và 150.000 kg giống thủy sản các loại vào thủy vực tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, trong đó có nhiều loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm, có giá trị kinh tế như cá trà sóc, cá thát lát cườm, cá he vàng, cá lăng, cá bỗng, cá mú chấm đen, tôm sú, cua xanh. Trong 4 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã thả hơn 36 triệu con và 60.000 kg giống thủy sản các loại. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV, kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường. Bản tin toàn cảnh nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường Việt Nam.